Hà đang vi sinh chào các bạn. Sau đây Hà đang vi sinh giới thiệu các bạn cần lục Lucky. Cái này cần bãi đã qua sử dụng của bên Nhật. Lucky. Khuyên thường các bạn nhé. Cái này khuyên thường. Độ cứng BX, chiều dài 4m2. Bát bát vặn xoắn, bát cũng thường, chui cần, quay tổng thể cho các bạn xem. Đây, carbon được sản xuất từ Japan này, Nhật Bản này. Đấy, độ cứng BX, cái này cứng các bạn. Đánh xa tầm 50m thoải mái, rất cứng. Đấy, quay khuyên cho các bạn xem. Tổng số cần này, bát cả máy, bát cả máy hạ rồi các bạn nhé. Đấy, sẵn nguyên bản này rồi. Vừa rồi Hải đang xin đã giới thiệu các bạn cần lục Lucky, chiều dài 4m2, độ cứng BX. Hải đang xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải đang fishing.